Rồi, xin chào các bạn nha. Rồi, mình sẽ cho con chim bịp bịp của mình ăn. Đây, mình lấy quả đây. Đây các bạn ơi. Đây, mình sẽ bỏ con quả dài cho con chim nó ăn thử nha các bạn. Nè, sầu nghe. Nó có nuốt được, nó thấy con quả này phải không? À. Chim bịp bịp mình bây giờ nó cũng lớn rồi nha các bạn. À, trưởng thành rồi đó. Rồi, vậy mình thả vô. Đó, đớp rất là nhanh nha. Rồi. Cái còi nó ăn như thế nào. Khi mình bịp ra phần là nó nuốt luôn nha các bạn. Nó nuốt nguyên con vậy luôn. Nhưng mình theo mình nghĩ thì nó không thể nuốt hết cái con này được. Đây, cái lòng của nó đây. Thêm nghĩ là nó không thể nuốt được. Mà nó sẽ nó rỉ ra nghe các bạn. Nó sẽ rỉ ra. Cái to quá thì nó không có nuốt được đâu. Đó, nó ra đi. Mình bị mắc cái con chim một con bìm bịp. Đó, nuôi chung hai con mình mắc một con nè các bạn. À, chứ nếu mà hai con mình nuôi nghe mà nó khi mình thả đồ ăn vô nghe hai con nó giành rất là vui. À, nó xé ra các bạn thấy không? Xé ra thấy không? À. Mấy bữa nay trời nó mưa quá các bạn. Mới lấy ra cho mình tủ nó lại. À, như mấy con mấy chim bồ câu như mình tủ lại thấy không? Bạn thấy nó ăn không? Xé rồi nó ăn không? Xé bành cái đào nữa các bạn. Quá mình thường hay mua về bỏ tủ lạnh cho nó ăn. Đó. Chim em bị mình nuôi thì mình từ hồi nhỏ giờ mình cho nó ăn quá thịt tôi quen rồi các bạn ơi. Giờ mình cho nó ăn cốm nó không ăn nha. Đã không? Ăn đã không? Píp píp píp. À, thấy có con đó không? À, thấy một con cá không? Nuôi một con thì nó đã tốn hơn nghe các bạn. Trước mình nuôi hai con tốn lắm. Ở một ngày là tốn cả là 10.000 cá là mình cho nó ăn tiện tiện các bạn ơi. Đó. Chứ nếu mà mình cho nó ăn mà nó thoải mái luôn thì một ngày một con phải 10.000 vậy. Nay nó quẹt mỏ đã không? Con này nó đi nghe các bạn. Cái cánh nó đi mà nó bay gì không được. Đó, rồi nó ở phía sau vườn mình bác nó lại này mình tưởng nó mắc rồi. Đó. Ai ngờ là mình đi ra vườn mình thấy nó mình bác nó về lại. Còn con kia thì mình để trong cái lồng lưới mà đợt trước mình quay cho các bạn, mình bỏ trong cái mùng á để nó khỏi đuôi rồi đó. Thì nó ra rồi không biết mình đi công việc á các bạn, mình đi qua ngãi mình đi mua đồ rồi nhà không biết sao mà mình con chim của mình nó không còn nữa các bạn ơi. Đó. Nên bây giờ còn một con này mình rất là quý. Đó, nếu mình đi đâu mà ra khỏi nhà thì mình phải đem nó vô nhà nghe các bạn. Đó, cho mình để ra ngoài thì mọi chuyện xảy ra mình không biết được. Đó.
con ghe nó đi ra, nó ra sổ lồng hay sao á, mà bình thường nó sổ lồng mà chi mình nuôi từ giờ nó phải về các bạn. Một là mình xả nó mèo nó bùa, nhưng mà này, ít lắm, ít có chuyện mà mèo bùa lắm các bạn. Đó, một là nó đi ra nó gặp mái nó theo. Đó. Hai nó ra ngoài người ta bị người ta đó. Người ta bắt đó các bạn. Để nó dọn đó người ta có thể dùng đùa người ta bắt các bạn. Đó. Mát ngay hàng mát chim mình nó lớn và nó đỏ các bạn thấy không, thấy đỏ đỏ mát thấy không đó. Thì mình nuôi trời mưa này đây mình nhấu các bạn đó. Chứ nếu mình thả nó ra thoải mái nó đi ăn thì nó lông nó rất đẹp, lông cổ nó là nó tím nó đẹp lắm đó. Mùa nắng thì mình quay cho nó, mình quay cho các bạn xem cái lông cổ nó đẹp lắm, tím nó đẹp lắm. Bíp bíp bíp. Thường thường thì mình cắt nhỏ ra cho nó nuốt đó. Nhưng ở đây mình để nguyên con luôn các bạn, để cho nó rỉa nó cũng ưng không? Nó rỉa từng, khi mà rỉa nhỏ ra được các bạn, đó là nó sẽ để vô cái đó, nó nuốt vô miệng xong rồi nó cọp đó, chân quá nó mềm ra xong rồi nó ăn hết, nó nuốt phát mộc à, cho nó ít có khi mà ăn dễ lắm đó. Ít khi ăn dễ nó biết cái này nó to các bạn, quá này còn rất là to đó, cái này nó ăn dễ, nó mỗi lần lần ra. Con này mình nuôi từ nhỏ nha các bạn đó. Người ta bón cho mình thì núi ta đem xuống từ nhỏ luôn đó, ta bón 100 ngàn một con à đó, thì mình mua hai con đó, mình nuôi thì giờ mình mắc một con, giờ mình còn con đây. Buổi sáng nhiều khi trưa rồi các bạn, nhiều khi mình mắc lòm quanh cho nó ăn đó các bạn, là nó kêu đã lắm đó. Kêu như một tiếng đòn nha bạn, kêu rất là hay nha. Mình có hai con mà có cái anh gì anh theo anh hỏi anh mua miếng mình không bón nha các bạn. Đó, bây giờ mắc cho một con mà. Anh mua hỏi đi về anh dầm rượu hay làm gì các bạn. Anh nói là anh mua về để mà anh để anh nuôi thôi các bạn ơi. Anh nuôi để nó khỏi khỏi chống tà ma gì đó các bạn. Xóa khí đó, trong nhà các bạn. Anh nói vậy. Trời mưa này mình đâu có nói nha các bạn ơi. Mình cho con chim mình bịp lên quay cho các bạn xem, rồi xong mình sẽ cho mấy con chim bồ câu này nó ăn. Bồ câu mình cho nó ăn một ngày mình đổ vô cốm gỗ các bạn, cốm gỗ mình bỏ vô cho nó ăn rồi. Con ở lòng ở trên kia nè, con ở lòng ở trên nó vẫn còn. Mình đổ một lần cho nó ăn nguyên một ngày luôn thôi. Các bạn thấy nó ăn đã không? Này nhà mình các bạn nuôi chim bìm bẹp thì nếu như các bạn muốn thả nó ra đó, thì các bạn hãy nếu mà nó nuôi hồi nhỏ không nói gì, nhưng nó lớn nha các bạn, muốn thả ra các bạn phải cắt
bớt cánh nên nó bay yếu lại thì nó không đi, nó bay thấp thấp thôi đó. Mà nếu mà các bọn mình thì mình nuôi, mà giờ mình rút kinh nghiệm mình chia sẻ cho các bọn là nuôi thì cái cánh thì mình khi thỏa ra mình làm gì cho nó chạy nhảy cho thoải mái nó thì mình phải coi nó, rồi xong rồi mình các bọn bác vô làm liền, chứ các bọn đừng có để mà nó tự nhiên đó. Như mấy bữa mình để thoải mái thì nó đi có đó, nó bay vòng vòng nó đi, nó bị người ta bác có đó, cho nên là các bọn không nên thỏa nó thoải mái đó. Thì có chim bồ câu á là thường thường nó có chuồng đó các bạn, nó có nhà làm nhà cho nó ở ấy. Đó thì nó bay đi bay về, chứ còn chim mềm bẹp thì nó cũng như những loại chim khác, khi mẹ nó lớn lên nó nuôi nó lớn lên các bạn thì nó trưởng thành là nó đi à. Thì chim này cũng mình theo mình nghĩ nó cũng không ngoại lệ đâu. Lúc trước mình thả nó đi rồi bao ngày nó bay về, có khi 4-5 ngày nó bay về, nhưng mà cái điều đó mình theo mình nghĩ vậy. Nếu như mình để cánh bình thường thì trước sau nó cũng đi à. Trước sau thì mình cũng mắc chim của mình, nói chung là vậy. Cho nên các bọn muốn thỏa phải két cánh. Còn muốn nuôi cho nó đẹp, mình nuôi nó, mình ngắm. Mỗi khi mình lo mệt mỏi, mình lo mình nghe có tiếng nó kêu hấp dẫn. Thì các bọn hãy làm lòng nuôi nó. Trong mày nó cũng rất là dài nha các bạn, lông mi đó các bạn, xin lỗi, lông mi á, lông mi cho nghe mát đó, rất đẹp nha các bạn, dài lắm nha. Nó ăn nửa con rồi, thấy nó chắc no rồi, no chưa? No rồi phải không? Nói chưa? Nó kêu các bạn, nó no rồi nó kêu. Nuôi một con thì mình cho nó ăn no thôi các bạn, đầy đủ thôi. Ăn cho ăn, không nấu ăn thôi. Rồi hết ăn nổi rồi, để xíu nữa rồi đổi ăn. Đây là nước đây các bạn ơi, mình để bò cái lu nước nhỏ nhỏ cho nó uống. Rồi mình quay clip cho các bạn xem con chim nhìn bịp của mình nó ăn như thế nào, bỏ quá nó ăn xô. Một là mình xét ra, hai là mình để cho nó tự rỉa cũng được đó. Có to gì các bạn bỏ vô thì có mỏ nó coi vậy cho nó sát bén lắm nha các bạn. Đó, chân nó cũng mang vuốt cũng dữ lắm, thấy không? Đó, thì nó tự nó xé nó ăn thôi. Rồi. Rồi, ăn tiếp, nó ăn liên tục các bạn. Giờ dài nó rất là tấu nha các bạn. Ăn mà nó ỉa cực lực cực trắng nha các bạn đó, các bạn thấy không? Cực trắng thôi. Ỉa ra nó vâu vậy. Cực đáng. Rồi mình xin chào các bạn. Rồi chúc các bạn là có sức khỏe. Và chào tạm biệt. Hẹn các bạn những video sau. Như các bạn thấy hay thì bấm like cho mình nhé. Xin cảm ơn.